Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với buổi livestream định kỳ của nhà Mai Son. Ngày hôm nay thì em sẽ like Thắp Kiến và Túi Sách Là Chính nha mọi người. Mọi người vào like cùng với em. Cho em xin một nút chia sẻ. Cảm ơn mọi người nhiều. Những chị nào mình vô like được rồi đó, mọi người có thể cho em xin một dấu chấm vào phần comment để nó hiện cái phần bình luận lên giúp em được không ạ? Cảm ơn mọi người nhiều. Like ngày hôm nay á, thì em sẽ tập trung chính là like Mắt Kiến và Túi cho cả nhà mình, không có like hàng tiêu dùng nha mọi người. Sẽ có rất nhiều mẫu kiến mới, túi mới, đồng thời là em cũng sẽ sell xả hàng một số sản phẩm thì sẽ sell giảm rất là sâu, thậm chí là dưới giá em nhập luôn. Cho nên mà mọi người đừng bỏ lỡ like này nha. Mọi người có thể tag thêm bạn bè vô để xem like và chọn hàng. Đương nhiên là đối với các sản phẩm sale xả thì cũng không có số lượng mọi người, tại vì thường còn một vài cái cuối thì em sale giảm sâu cho đi để có chỗ trưng hàng mới nè. Em bắt đầu thấy hiện tên người xem. Em chào chị Quyên Trần, chị Hồng Lương, em chào chị Kim Oanh, cảm ơn chị yêu nhiều chấm chấm cho em nè. Chào chị Kim Âm và em chào anh Thắng. Hello mọi người. À quên, bữa nay hình như là mình quên xe vào cái bài bên kia rồi. Mọi người xem được chưa ta? Bấm xe qua cái trang bay hàng hiệu được nha Ngọc. Cái ở trên máy người đang xem không được. Ý là cứ bấm chia sẻ rồi gõ tên thì không ra hay sao? Mọi người chờ em một xíu nha. Nãy lúc em bắt đầu là em chưa có bấm. Mọi người có đang quan tâm cái gì thì cứ comment cho em nha. Như lúc nãy trước khi mọi người vào thì em ở đầu live em có nói với mọi người là bữa nay em sẽ live chính là Mắt Kiến và Túi Sách, và có một số sản phẩm là em sẽ sell sâu để xả kho lấy chỗ trên hàng mới, cho nên là mọi người vào lựa hàng nha. Đương nhiên là bởi vì cái hàng về liên tục á mọi người, chứ Thank you.
nón phía sau bao nhiêu? Nón phía sau. Nón này là nón của Michael Kors nha chị. Đây, màu nhất mai. New full pack và nó sẽ có kèm với là một cái bao hãng ở ngoài nữa. Cái chiếc này ở đây thì nó sẽ có logo đây nè. Mọi người có thấy không? Nó có một cái logo tag MK ở đây thì nó sẽ dập in chìm, khắc chìm á cái chữ Michael Kors full. Còn toàn bộ nó ở đây, bề mặt của nó đang là dùng trên chất liệu là monogram, tức là mọi người cũng có thể nhìn thấy là những cái vân họa tiết này nó đều là chữ MK là full nó luôn. Trước này thì hiện tại ở store Việt Nam vẫn đang có bán với giá tầm khoảng 5 triệu mấy, gần 6 triệu. Giá em sale ở trên line là 1.890.000. Chiếc này nếu như mà mọi người ai đã từng xem live nhà máy xong, mọi người đã từng coi thì thực ra là em đã về cái chiếc nón này liên tục rất là nhiều đợt rồi. Và các cái đợt trước giá nó đều dao động ở mức là 2.150.000, 2.250.000 tùy màu. Riêng ngày hôm nay ở trên live này là live sale xả hàng, em sẽ sale rất nhiều sản phẩm dưới giá vốn em nhập luôn. Nên mọi người đang chắc chắn là mọi người mua còn hời hơn cả dân Mỹ mua ở bên kia nữa. Tại vì em theo dưới vốn mà. Như chiếc này là hôm nay ở trên live là em sẽ bán cho mọi người giá là 1.890.000. Giá này em khẳng định với mọi người là rất rẻ, bởi vì là em thấy kể cả là hàng MLB ấy, tức là những cái nón của khu vực mà người ta nhập từ khu vực Singapore hoặc là các cái nước châu Á thôi, thì hiện tại là giá của nón MLB cũng đang ở tầm mức là 2.500.000. Mà MLB thì là hàng phân khúc tầm trung thấp á, không có bằng MK đâu, mà mọi người đã phải mua giá tầm khoảng 2.500.000 rồi. Trong khi cái nón MK này giá hãng đang bán tại store là đang khoảng 5 triệu mấy, gần 6 triệu. Em sale trên line là 1.890.000 nha mọi người. 1.890.000 cho chiếc này. Đó, chiếc này thì cái vành nón nó khá là rộng á, cho nên khi mọi người đội lên nhìn nó rất là thời trang. Chụp hình rất là đẹp nha mọi người. Nhưng cái chiếc nón này thì em thấy là mọi người chụp hình rất là đẹp luôn á. Em sale là 1.890.000 nha, từ 2.250.000 sale xuống còn 1.890.000, giảm rất sâu luôn nha mọi người. Em chào chị Võ Mỹ Phương, chị Châu Lê, chị Loan Nguyễn. Hello mọi người, chào chị Suka. Mọi người chấm chấm giúp em và share livestream giúp em nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Rồi ai lấy sản phẩm nào thì mọi người comment ngay ở trên live giúp em nếu được. Còn không thì mọi người có thể nhắn tin ở trong inbox. Nhưng trong trường hợp là số lượng món nào mà nó ít ấy, và em đọc được tin của khách hàng chốt ở ngoài live trước thì em sẽ chốt cho người ở ngoài live trước nha mọi người nha. Trước này em sale là 1.890.000 nha mọi người, 1.890.000. Hello chị Hoàng Mỹ. Em có một cái kiếm của Marc Jacobs. Chiếc này nó là gọng cận. Chiếc này nó là gọng cận nha mọi người. Gọng cận và dáng của nó như thế này. Chiếc này nó là dáng hơi, nó là dáng vuông bình thường các mọi người. Nhưng mà nó có một cái điểm nhấn, đó là nó có một cái đường, nó có một cái đường gọng á, nó hơi biến tấu ở phía trên này, nên là nhìn cái mặt của mình nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Tức là nhìn cái mặt mình nó có điểm nhấn hơn, mặc dù cái form của nó vẫn là cái form vuông mà mọi người thường thấy, cho nên là rất là dễ đeo và không kén mặt cho mọi người. Mọi người nếu cứ nhìn cái tròng kính bên trong ấy thì mọi người sẽ thấy là nó là form vuông thông thường mà mọi người hay dùng. Tuy nhiên là do là nó có cái phần biến tấu ở trên góc này nên nhìn là nó hay hơn nhiều lắm, mà nhìn nó cá tính hơn rất là nhiều. Rồi cái chiếc này ngày hôm nay em sale xả hàng cho mọi người là 1.700.000 cho em kiếm Marc Jacobs này nha. 1.700.000 cho một em gọng cận của Marc Jacobs. Giá này có rẻ không mọi người? Marc Jacobs em thấy các nơi bán giá cũng rất là cao, mà như mọi người mua túi có căn sale thì là cũng phải 5 triệu mấy, 6 triệu cho một cái chiếc camera bag nhỏ nhỏ, đúng không mọi người? Còn nếu mọi người mua nguyên giá tại Taka thì giá của những em Marc Jacobs hiện tại đang là 17 triệu chứ không hề rẻ nha. Marc Jacobs là thương hiệu, giá cũng không hề rẻ đâu.
em bán cho mọi người cái gọng cần này giá là 1,7 triệu, new full top nha mọi người, new full top nha mọi người. Em sale ở trên line là 1,700,000 cho cả nhà mình. Chiếc này thì form kiếm của nó sẽ là size 5316, 5316 145. Form này thì sẽ fit mặt nữ nhỏ vừa và nữ mặt lớn, thì gọng này nó có co giãn. Gọng này nó sẽ có tự động co giãn, nhưng mà thường em thấy nữ mặt lớn cũng không có nhiều. Thường các chị em khách hàng ở nhà Mai Son thì em thấy cũng là mặt tầm vừa và mặt nhỏ là chủ yếu. Cho nên tính ra là những mẫu này là mọi người ai cũng có thể đeo được hết. Giá em sale là 1,700,000. Giá đang bán tại cửa hàng đang là 1,950,000. Em bán chiếc này là 1,700,000, tức là mọi người muốn tiết kiệm được khoảng 250,000 cho mẫu này. Mà giá này đã là giá em tăng sale khoảng 67% rồi đó mọi người. Mà bữa nay còn giảm thêm một lượt nữa, tức là rất là rẻ nha mọi người. Thì nếu như ngày thường mọi người mua những cái chiếc như thế này mà không có sale thì giá của nó cũng sẽ rơi vào đâu đó khoảng tầm trên 6 triệu. Em bán là 1,700,000 nha, 1,700,000. Chiếc này là em còn một chiếc duy nhất. Ai lấy chiếc này thì mọi người comment 1,700,000 giúp em, nếu mọi người comment trên like, còn nếu không mọi người nhắn inbox thì nhớ chụp màn hình giúp em nha. Giá sale là 1,700,000. Đây, của Max Jacob nha mọi người. Em để ra cho mọi người dễ nhìn ta. Đây, đây form kiếm đây nha mọi người. Giá là 1,700,000 cái chiếc này ạ. Ai lấy chiếc này thì mọi người comment giúp em là một kính 1,700,000 nha. Max Jacob. Mọi người có xem được like không mọi người? Mọi người có xem được like không? Em thấy có số mắt người xem ở đây. Nhưng mà cái phần chat ở trên cái máy em đang like thì em lại thấy nó không xuất hiện. Mọi người có xem được không? Mọi người nhắn cho em biết với. Mọi người nghe tiếng rõ không? Hoặc là mọi người nhìn hình có rõ không? Mọi người có xem được không thì mọi người thả like hoặc là mọi người chấm cho em biết nha. Như hiện tại là em cũng không biết là mọi người có đang nhìn thấy không hay là như thế nào. Mọi người chấm chấm giúp em hoặc là mọi người thả like giúp em để cho nó kích hoạt lại cái phần bình luận giúp em nha. Em sẽ like tiếp mọi người nha. Em mới về mẫu này. Mẫu này là kiếm của Gucci nha mọi người. Nói chung là mọi người ra store, mọi người mua nguyên giá 10 mấy triệu thì mọi người cũng sẽ nhận được phụ kiện như thế này nha. Tức là em đang về cho mọi người là đầy đủ phụ kiện, không thiếu bất cứ thứ gì. Là khi mọi người mua kiếm thì nó sẽ kèm thêm cho mọi người box như thế này. Thì cái này nó sẽ là box bằng vải của hãng á, nó bóc cứng và ở ngoài nó có bọc vải, gọi là vải gì nhỉ, vải nhung hả mọi người, vải nhung ấy, nên nó tạo hiệu ứng ở trên cái hộp kiếm rất là thích. Mọi người cầm mọi người cảm giác rất là xịn đó mọi người, chứ nó không chắc không phải là cái kiểu mà là bọc da giả da như là các hãng khác, mà đối với Gucci là họ sẽ bọc như thế này nè. Đó, nó cho một cái hiệu ứng nhung ở trên velvet, ở trên bề mặt rất là đẹp. Ở bên trong thì toàn bộ lót lụa nè, sổ của Gucci nè, khăn lau, và kèm thêm một cái túi lụa, kèm theo một cái túi lụa cùng tông màu với màu hộp, để cho mọi người có thể được mắt kiếm khi mà mình không có tiện mang theo hộp ở trong túi chẳng hạn, thì mọi người có thể được kiếm ở trong cái túi lụa đó để mình mang theo cho dễ. Chiếc này của em thì nó là full đen hết, từ gọng cho đến tròng nha. Cái tròng bên trong nó sẽ là màu đen xám, thì khi mà mọi người đeo lên thì mọi người nhìn vô sẽ có cảm giác là nó là đen đúng không, nhưng mà về mặt thông số thông tin của trên nhà hãng thì nó sẽ là màu gray. Là đối với cái tròng ở bên trong này, còn toàn bộ gọng kiếm sẽ là màu đen nha. Logo thì nó sẽ có cái logo Gucci nằm ngay chính diện luôn. Nằm ngay chính diện, tức là mọi người đeo như thế này, ai nhìn vô một cái là biết ngay là mình đang đeo đồ hiệu liền ha. Logo nằm hai bên nè, logo interlocking ha. Rồi cái gọng này thì ở hai cái phần càng kiếm này nó sẽ có hai cái biểu tượng con ong. Là biểu tượng bi của nhà Gucci, đây là một trong những cái biểu tượng rất là hot của nhà hãng ha. Đương nhiên kiếm của Gucci là made in Italy, form này là size 5718.
chiếc này nó sẽ là cái form oversize, tức là nó tạo cái bản tiếng á, là to nhưng mà form rất là fit, ôm rất ôm vừa mặt nha, chứ nó không có bị rộng đâu mọi người, ôm rất là ôm mặt và rất là đẹp luôn, kiểu là cái gu mà nhìn vô một cái là thấy kiến, nhìn rất là sang chảnh đó mọi người, đó là cái gu đó đó. Mọi người thích một em kiếng mà bền này, dễ dùng này và nó không lỗi mốt thì nên chọn những em như thế này. Tại vì cơ bản là những cái chiếc kiếng mà nó là tông màu đen trơn như thế này ấy, thì gần như là mọi người sẽ là luôn luôn mọi người dùng là luôn luôn đẹp, nó không có bị lỗi mốt được, mà nhìn vô một cái là biết gu xì ngay nha. Chiếc này nếu mọi người mua tại store thì nó đang rơi vào tầm khoảng giá là trên 15 triệu và giá em bán là 6,2 triệu. Giá em đang bán là giá căn sale rất là tốt nha, giá là 6,200,000, tức là mọi người tiết kiệm được khoảng hơn 9 triệu. Đại khái là nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 60-65% giá off so với giá ở ngoài store nha mọi người. Em bán là 6,200,000 cho một em kiếng Fuxi. Và cái chiếc này thì là một trong những cái mẫu mà rất là hot và mọi người sẽ thấy là không có về quá thường xuyên được à, rất là đẹp luôn á. Cái quan trọng khi mà mình đeo kiếng là nó tôn mặt các mọi người, nó tôn mặt, mọi người đeo vô là nhìn thấy nó sang chẳng liền, nó hợp liền và nó nghịch mặt á, mình đeo mình thấy nó đẹp hơn, đó là cái quan trọng nhất. Nên thay vì là mình mua thật nhiều kiếng để mình thay đổi thì mọi người có điều kiện là mọi người có thể mua thật nhiều kiếng mà mỗi một cái outfit là mình đeo một cái chiếc kiếng cho nó phù hợp thì rất là tuyệt vời rồi. Nhưng nếu mà không thì mọi người cũng có, mọi người không có muốn chi quá nhiều tiền thì mọi người nên chọn một cái em kiếng thật là đỉnh và mình đầu tư vô thì làm mọi người xài lúc nào cũng thấy nó sang, lúc nào cũng đẹp hết ha. Thay vì mình mua hai chiếc kiếng 2-3 triệu, mọi người có thể mua một em Gucci nhìn xịn hơn hẳn, đẳng cấp hơn hẳn và là xài mãi mãi luôn mọi người. Kiếng thì rất là bền, xài khó mà có thể nào mà hư được, không biết khi nào mới hư mọi người. À đây, hiện tên người xem lại rồi nè. Em chào chị Hoa Mộc Miên, chị Liên Trần, chị Kim Oanh, chị Sally này, chị Kiều Lan lấy một chiếc máy da cóp 1,7 triệu không? Ok chị yêu, rồi kiếng Gucci 6,2 triệu, ai thích chiếc này comment giúp em hoặc chụp màn hình lại giúp em nha. Chụp màn hình lại giúp em nếu mọi người nhắn tin vào trong inbox hoặc mọi người có thể nhắn tin sau nếu mọi người thích. Nếu mà còn hàng thì bên em sẽ chốt đơn cho mọi người ha. Chiếc này là giá là 6,2 triệu, kiếng mắt da cóp 1,7 triệu đây. Ai lấy kiếng mắt da cóp 1,7 triệu nữa thì mọi người cứ nhắn em, tính em kiểm tra, nếu mà còn thì em sẽ chốt đơn cho mọi người. Nói chung là bữa nay là bán giá rất là tốt và còn hàng là em sẽ bán giá off cho mọi người hết nha. Chỉ cần em còn hàng em sẽ ra bill sale hết cho mọi người. 1,7 triệu cho chiếc kiếng này của Mắt da cóp nha, sale 1,7 triệu. Kiếng Gucci 6,2 triệu. Em lên mẫu mới nè. Cái này có giá chưa ta? Mấy cái vay mong này có giá. Có giá rồi. Đẹp nha, chiếc này đẹp nha, đẳng cấp lắm nè. Mọi người chuẩn bị nhìn nè. Mẫu này nha, rất là lạ luôn. Gọi là ai mà thích đeo Ray-Ban, gọi là trẻ trung nè, vừa túi tiền nè. Đây, mà mẫu mới mọi người, quan trọng là mẫu mới nha. Đó, mọi người thấy không? Cái form này em tin chắc là nó sẽ rất là lạ với mọi người luôn. Tại vì thông thường Ray-Ban thì mọi người sẽ thấy là dáng phi công hoặc là dáng quay phá rờ. Còn như cái chiếc này nó sẽ là cái form mà kiểu nó hơi hình chữ nhật một tí xíu. Và mọi người nhìn giúp em này, nó có cái phần vát ở đuôi rất là thời trang, mà đeo lên nó rất là nịnh mặt, cảm giác mọi người đeo vô là nhìn thấy trẻ hẳn đúng không? Và quan trọng mọi người nhìn giúp em ở đây này, nó có thêm một cái thanh dọc ở đây, thanh kim loại đứng dọc đây rất là đẹp nha. Logo Ray-Ban nè, đó, xuất sắc chưa? Mẫu này rất là hiếm ở ngoài thị trường hả? Bài này mẫu nữ, gửi thêm cho chị hình kính Gucci nha. Dạ ok chị Đào. Chị Hồng Nguyễn, một chiếc kiếng Gucci 6,2 triệu. Ok chị yêu. Ai lên nữa mọi người nhắn giúp em nha. Thực ra là những cái mẫu Gucci mọi người thấy hàng em về đôi khi nó sẽ bị là không có về lại được cái mẫu đó. Tại vì là mình mua căn sale mà mọi người, ở bên hãng họ sale cái gì rồi em lựa mẫu đẹp cho mọi người, nhưng mà đôi khi là nó hết qua đợt xong không mua lại được giá sale nữa. Cho nên nếu mà mọi người thích cái dáng kiếng mọi người thấy hợp, thấy ưng ý của là mọi người mua thôi. Mọi người chần chờ mà nó hết hàng xong, mà nhiều khi mọi người muốn đặt, mọi người chờ thêm 4-5 tuần nhiều khi nó cũng không có hàng á. Nó tình trạng nó là như vậy. Đây nha, mẫu Ray-Ban này khi mà mọi người mua thì cũng sẽ là new box mọi người. New box nha, cái này là mã 2248 nói chung. Order B 2248.
Khi mọi người mua Ray-Ban thì sẽ là niêm phong phụ kiện như thế này nha. Hộp giấy của Ray-Ban, bao da của Ray-Ban, bên trong thì nó sẽ có thêm khăn lau và cái càng bao cực tiến này, và sổ tác luôn, đầy đủ hết nha. Đầy đủ như mọi người mua tại store, không thiếu bất cứ thứ gì. Nhưng luôn luôn mọi người tin chắc rằng khi mọi người mua ở nhà Mai Son thì giá nó sẽ tốt hơn. Giá em bán cho mọi người chiếc này chỉ có 3.600.000 thôi. 3.600.000 cho một em Ray-Ban mẫu mới. Nhưng mà mọi người đang mua giá off nha. Đương nhiên là giá off chứ không phải là nguyên giá đâu. Ray-Ban các cái mẫu thường thấy, mấy mẫu phổ thông mà hay sale nhiều ấy, mọi người đi trung tâm thương mại đã phải mua với giá tầm khoảng là gần 6 triệu hoặc là hơn 6 triệu rồi đúng không? Những cái mẫu như thế này thì chắc chắn lại càng khó để mà mua được những cái giá như thế này. Em bán là 3.600.000 nha mọi người. Form này rất đẹp nha, form này là form nữ. Chiếc này size kiến của nó là 5222. Fit mặt nữ nhỏ và mặt nữ vừa. Em thấy đeo mẫu này rất là trẻ trung á mọi người. Kiểu cảm giác mình đeo là mình thấy trẻ ra được vài tuổi á. Mà rất là thời trang nha mọi người. Thời trang thôi mọi người ha. Đó, em đứng xa cho mọi người nhìn mẫu cho dễ nè. Mẫu này là 3.600.000 nha. Ai lấy mẫu này mọi người nhắn giúp em là Ray-Ban 3.6 hoặc mọi người chụp màn hình lại giúp em nha. Mọi người chụp màn hình lại giúp em, nếu như mà mọi người thích và mọi người đang cần tư vấn thêm thông tin gì thì cứ nhắn cho bên em nha. Thường thì ở trên live là em đọc thông tin cho mọi người cũng rất là rõ rồi, nó sẽ có sai rồi và em cũng đã tư vấn cho mọi người những cái điểm cần lưu ý và những cái ưu điểm khuyết điểm của sản phẩm cũng như là nó hợp với mặt to mặt nhỏ như thế nào. Nếu như chị em mình cần tư vấn thêm thì nếu như mà nhanh nhất thì mọi người nên comment ở ngay trong livestream. Thì khi mà em đọc được em sẽ tư vấn cho mọi người luôn, nó rất là dễ nha. Còn nếu mọi người nhắn ở trong inbox á, thì là em sẽ check sau live thì em sẽ trả lời bị chậm hơn. Nên nếu mọi người thắc mắc thì và cần tư vấn thêm cứ nhắn em ngay ở trên livestream là dễ nhất nha mọi người nha. Rồi chiếc này là 3.600.000 mẫu mới nhà Ray-Ban nha mọi người. Form rất là tây luôn và đảm bảo với mọi người là kiếm ở ngoài thị trường là đã khó rồi đó chứ đừng có nói là giá sale. Ha, còn nếu mọi người order mà ở trên on web là chắc chắn là giá khác. Chắc chắn là về tay cũng phải là 5-6 triệu trở lên. Là nó là giá chung của Ray-Ban là những cái mẫu thường đó. Còn đây là em đang mua căn sale cho mọi người nha. 3.600.000 thôi mọi người. Hôm qua mẫu nha. Em sẽ cho cả nhà mình một số sản phẩm mà giá rất là tốt như chị em mình là tranh thủ mua. Em đang có ở đây là một chiếc kiếm của nhà Salvatore này mọi người. Salvatore nha mọi người. Ôm fit mặt rất là đẹp, trồng màu nâu. Và cái gọng này là gọng màu nút, tông màu nút nha mọi người. Tông màu nút thì không có kém da và nó giúp là da cái da của mình sáng hơn. Form này á, cái size của nó là 6-3-15, đeo rất là fit nha. Cái càng cái chồng kiến ở đây á, hãng họ đang làm là nó hơi sấp lên nhẹ nè mọi người, hơi sấp lên nhẹ mọi người thấy không, dáng cát ai nha, dáng mắt mèo. Cho nên là mọi người nghe thông số 63 nhưng thực tế ra là nếu như mà để so sánh ấy thì nó sẽ chỉ tương đương với các cái phong kiến size là 56 thôi nha mọi người, tức là ôm fit mặt nữ luôn, không hề rộng một tí nào nha. Em đeo rất là ôm mặt, rất là ôm và vừa vặn với mặt luôn, mọi người nhìn thái dương của em nè. Nếu như mà rộng là em nghiêng đầu và là nó tuột xuống ngay. Nhưng form này đeo rất là ôm mặt và nhìn cực kỳ cá tính luôn nha. Chị em nào mình đi cà phê, mình đi du lịch với mọi người, đeo những cái chiếc kiến như này nó gây chú ý vô cùng. Kiểu cảm giác là nhìn rất là chảnh đó mọi người, nhìn rất là cá tính và nhìn rất là chảnh luôn. Rồi chiếc này hôm nay em sale, em off giá rất là mạnh nha. Chiếc này hôm nay em bán cho cả nhà mình với giá là 2.900.000. Mọi người có thấy kiến Salvatore mà xuống 2.900.000 nha mọi người. Trong khi mọi người đi đai trung tâm thương mại Diamond á, mọi người coi Salvatore đi, mọi người thấy tất cả các sản phẩm của hãng không có bất cứ gì dưới 10 triệu hết. Mọi người có mua một chiếc kiếm cũng phải là mười mấy triệu. Em bán chiếc này là 2.900.000 nha. Hôm nay em sale 2.900.000. Salvatore xưa giờ mọi người biết là em mua căn sale tốt thì từ mười mấy triệu xuống và tầm khoảng 3.600.000 là phổ biến đúng không mọi người. Em bán ngày hôm nay là 2.900.000 nha. Chị em nào mọi người chưa có một cái em kiến mà có gọng một nút như thế này, mọi người nên sở hữu một em. Nó rất là dễ dùng mọi người. Và trong mọi trường hợp khi mọi người đi chơi luôn luôn là tâm điểm của sự chú ý. Nhìn rất là thời trang luôn. Nó làm cho cái gương mặt của mình sáng bừng lên. Rất là đẹp nha. Chiếc này em bán là 2.900.000 nha mọi người. Em sale chiếc này là 2.900.000. Ở đây em đang còn 3 chiếc. Em sale 3 chiếc nha mọi người.
em sale 3 chiếc giá là 2,9 triệu nha, rẻ hơn bất kỳ một cái em kiến nào của nhà Ray-Ban luôn. Hiện tại giá của Ray-Ban là nó đang chạy trung bình ở khoảng mức là 3,6 triệu trở lên ở đó. Em sale chiếc này là 2,9 triệu nha, mọi người tranh thủ mua. Em chào chị Cẩm Dung, chị Thùy Lê, hello mọi người. Em chào chị Nhung Phan, chị Thùy Linh. Em chào chị yêu, lâu rồi em mới thấy chị. À, chị Trần Phụng lấy một kiếng 2,9 triệu nè. Ai lên nữa mọi người comment giúp em với ạ. Giá này rẻ quá mà mọi người. Giá này thực sự rất là rẻ luôn đó mọi người. Có bao giờ em thấy em bán Senator giá đầu 2 chứ mọi người. Senator là mặc định giá nó phải từ 3,5 triệu, 3,6 triệu trở lên đến 4 triệu mấy là giá đã cân sale khoảng 70% nha mọi người. Tại vì giá hãng niêm yết là trên 12 triệu. Senator rất là mắc, không hề rẻ một tí nào hết. Mọi người có thể lên coi giá ở trên website. Đấy là nếu như mà mua ở bên Mỹ không thôi á, là nó đã rơi vào tầm khoảng là gần 11-12 triệu rồi. Chưa có phí về Việt Nam, chưa có bất kỳ chi phí gì luôn, rẻ lắm. Em bán là 2,9 triệu nha. Còn Vaseline không chị? Có nha chị Phục ơi. Để mấy bạn chốt đơn cho mình ở trong la, ở trong ấy. Không chị không la hàng tiêu dùng đâu, em cứ chốt đơn cho khách thôi. Bữa nay em chỉ la hàng thời trang thôi nha mọi người. Nếu mà hàng tiêu dùng mọi người có nhu cầu gì cứ nhắn, mấy bạn sẽ chốt đơn cho mọi người như bình thường. Kiếm Senator 2,9 triệu. Rẻ nha mọi người, em chốt cho chị phụ một chiếc, em còn 2 chiếc. Ai lên nữa thì nhắn giúp em. Thôi cứ la một series kiến trước đi nha. Rồi xong rồi em la một series túi rồi xong lại bách ngược lại. Cái này em đeo ướm cho mọi người coi thôi nha. Chứ chiếc này là chiếc kiến nam nha mọi người. Mẫu này là kiến nam nha, em đeo bị tuột mọi người thấy không? Không có làm gì hết chưa, cuối là nó tuột rồi. Tại vì mẫu này là mẫu nam. Cái này là dáng kiến nam nha mọi người. Chiếc này size của nó là Ray-Ban. Dáng này là dáng New Wayfarer size 58-18. 58-18 New Full Post nha mọi người. Chiếc này giá bao nhiêu em? Em có hai, em về cho mọi người đợt này được cái mẫu này rất là đẹp. Mà em có cả hai cái loại gọng cho mọi người luôn. Như mọi người nhìn trước giùm em cái mẫu này. Cái gọng này nó đang là gọng đen nhám này mọi người thấy. Đen mờ á mọi người, mết á mọi người. Đó mọi người thấy không? Nó đang là đen mờ nha. Và nó có hai cái biểu tượng nút kim loại ở hai bên hông này. Cái dáng kiếm này là dáng kiếm mà khi các anh nam đeo á, nó sẽ kiểu là nhìn nó trẻ hơn và nhìn nó thời trang hơn so với lại mọi người đeo dáng kiếm phi công. Nếu mà kiếm aviator phi công á, mọi người đeo, nam đeo rất là nhiều, nhìn nó mạnh mẽ. Nhưng mà có nhiều anh lại cảm thấy là nó hơi dừ và nó hơi phổ biến quá. Thì có lại có rất nhiều anh thích cái form kiếm như thế này, đã đeo vô nhìn nó rất là trẻ trung, cảm giác là trẻ được vài tuổi á. Thì ở trong một số bộ phim như kiểu ở Hollywood em thấy như kiểu Tom Cruise này đó, mọi người cũng hay đeo dáng kiếm này. Và nhìn nó rất là trẻ. Em có đủ hai loại gọng cho mọi người nha. Em có hai loại gọng cho mọi người chọn cho các anh này. Hoặc có anh nào mình đang coi mình có thể lựa chọn. Cái form nó sẽ hơi khác một tí xíu. Nhưng về thông số là em thấy như nhau. Và khi đeo lên thì là nó cũng đều là form to cho nam. Giá hai chiếc này em bán đồng giá là 3,6 triệu. Size của nó đều là 58-18 nha. Và có hai loại gọng là gọng đen mờ và đen bóng. Ở trên là đen bóng thì mọi người nhìn giúp em nè. Cái này là đen bóng còn cái này đen mờ này. Khi em để nghiêng mọi người sẽ thấy là cái này nó ánh shine. Mọi người hay nhìn lấp lánh này. Nhìn nó bóng mà. Cái này là mờ này. Giá em bán cả hai mẫu này đều là ngang giá nhau nha. Giá cân sale rất rất rẻ luôn. 3,6 triệu cho hai mẫu Ray-Ban này. Đều là dáng New Wayfarer nha mọi người nha. New Wayfarer 3,6 triệu bằng giá cho cả gọng đen mờ và gọng đen bóng luôn. Đó, ai mà muốn trẻ hơn một tí xíu thì là lấy cái màu đen bóng. Còn cái màu mờ này thì nhìn nó cá tính hơn một chút. Mà các anh đeo lên nhìn nó sẽ cá tính hơn một chút. Cái này giá em bán là 3,6 triệu ngang giá nhau nha. Anh nào lấy thì nhắn giúp em hoặc các chị cũng mua cho chồng hoặc là người yêu của mình đó. Mấy cái mẫu này thì xài bền muôn thuở luôn, em thấy xài hoài luôn, bởi vì hơi cái trơn á. Trẻ mua mẫu khác đeo hay đổi thôi chứ còn quay bàn thì nó bền lắm.
em lên một số mẫu túi sale sâu cho mọi người nha. Cái này mọi người ăn thích mẫu nào mọi người tranh thủ mua. Nên là em sale lỗ, nói sale dưới vốn là nhiều khi mọi người còn không để ý. Ý là em sale lỗ đó mọi người. Đây em có một cái túi của Tommy nha. Em có một cái túi của thương hiệu Tommy. Chiếc này nó sẽ có cái line dọc ở đây, logo Tommy này. Tommy Hilfiger nằm đây nha. Túi đeo chéo, chất này của nó sẽ là chất cái chất liệu ở trên cái bề mặt này nè mọi người. Nó là chất vải dù á mọi người, giống như mấy túi Prada giờ người ta hay làm á. Thì cái ưu điểm của cái dáng túi này là nó rất là nhẹ, mình đi cả ngày nó cũng không có mệt đó mọi người. Mình đeo như cả ngày nó không có mệt tại vì nó rất là nhẹ. Và cái form này họ làm á, cảm giác khi mình đeo nó ôm sát con người rất là xinh và trẻ trung nha. Cái này mọi người có thể đeo dùng hàng ngày cũng ok, hoặc là tình thoảng mấy cho mấy bạn mà cấp 2, cấp 3 đeo cũng ok. Tại vì Tommy thì nó cái form của nó sẽ rất là trẻ, nhìn nó năng động đó mọi người. Như chiếc này ngày hôm nay em sale ta lấy một cái máy bán giá đâu rồi để đọc xong mình giá lại luôn chứ không hồi nữa là quên không biết bán giá bao nhiêu. Cái này chiếc này ngày hôm nay em sale rất là sâu cho cả nhà mình nha. Em nhớ là cái đợt cái túi này em về mấy đợt là thì những cái đợt đầu tiên nó đang là khoảng 2.450.000 hả, 2.450.000, 2.550.000. Bữa nay em bán cho mọi người cái chiếc này là 1.800.000 cho chiếc này nha. Sale xả kho đó mọi người. Đây em dán ở đây luôn để tí nữa mấy bạn lên đơn là ra giá sale hết cái mức này nha. 1.800.000 cho túi Tommy nha mọi người. Dây có thể tăng chỉnh chiều dài tùy theo sở thích của mình nha. Form túi đẹp, trẻ trung năng động. Từ 2.500.000 em sale xuống 1.800.000 á. 2.500.000 sale lỗ. 1.800.000 nha mọi người. 1.800.000 cho chiếc này. Cái này em còn một chiếc duy nhất, khi nào lấy thì nhắn giúp em. 1.800.000 nha mọi người. Ai lấy thì nhắn giúp em mà mọi người chụp màn hình lại giúp em. 1.800.000 cho chiếc Tommy nè. Chị Ngọc Đào lấy túi Tommy ha. Ok chị, cảm ơn chị. Ai lấy nữa thì mọi người nhắn giúp em nha. Bạn quản lý nhà em nói là trên phần mềm còn trong kho. Có một vài chiếc cất kho nên ai lấy nữa cứ nhắn cho em nha. Em sale chiếc Tommy là 1.800.000 nha mọi người. Em vẫn còn số lượng ở trong kho, cho nên ai lên nữa thì mọi người nhắn giúp em. Lên kính gọng cận hả? Ok chị Ngọc Đào, chờ em một phút. Rồi chiếc này dáng kẹp nách của nhà Guess này mọi người. Form này đeo giống Prada không mọi người? Nấp cùng là cái chất giống như Prada luôn. Tại vì Prada, cái dáng kẹp nách của Prada làm cũng là vải chất dù luôn nha mọi người. Thì nó gần như là signature của hãng và cái mẫu hot nhất đấy của nhà Prada là phải như vậy dù thì nó mới ra cái chất của nó được. Chiếc này ngày hôm nay là em cũng sale xả cho mọi người luôn này. Chiếc này các đợt trước là em về mẫu này thực ra là về rất nhiều đợt tại vì khách rất là thích. Tại vì về cơ bản ấy, form túi nó đẹp, nó thời trang mà giá này nó quá rẻ đi. Vì ngày thường ấy là mọi người có biết là như Prada thì giá nó đang hiện tại là khoảng 35-36 triệu rồi. Còn như cái chiếc túi Guess này nó chỉ có mấy triệu thôi. Rồi bữa nay em sale chiếc này sập sàn luôn nha mọi người. Em sale chiếc này là 2.1 triệu. Em sale chiếc này là 2.1 triệu cho một em túi Guess như thế này. Đẹp nha mọi người, chiếc này em thấy là xài quăng quật thoải mái luôn mà form nó rất là thời trang á. Đó, mọi người thấy không, khi mà mình đeo kẹp nách vô một cái là kiểu form giá của nó rất là đẹp nên nhìn ngang hay là nhìn bên hông túi đều rất là đẹp và thân lịch nè. Em bán chiếc này là 2.100.000 nha mọi người. Em sale chiếc này là 2.1 triệu cho một em túi Guess này mọi người. Ai lấy chiếc này thì mọi người chụp màn hình lại giúp em và nhắn comment giúp em ạ. Giá em sale là 2.1 triệu nha. Cái này là mình đang bán bao nhiêu? Không phải ghép đâu, cái này là của Sojot. Đây em có một cái bao nhiêu? Đây em có một cái gọng cận mà dáng hơi tròn tròn lục giác nha mọi người. Cái này là của Sojot. Cái này là dạng như
Em sale trước này cho cả nhà mình là 800 ngàn nha. 800 ngàn cho một em gọng cận này mọi người. Form này đeo rất là nữ tính, nhẹ nha mọi người, form rất là nhẹ, đeo gọn gàng, rất là đẹp luôn. Em sale trước này ngày hôm nay là 800 ngàn nha. Giá này thì không cần phải lăn tăn luôn, em thấy còn rẻ hơn bất kỳ một cái, bất kỳ một cái kiếm nào ở ngoài, ở ngoài mấy cửa hàng mắt kiếm mà không thương hiệu gì luôn đấy. Là cũng phải là họ bán phải mấy trăm ngàn, triệu mấy là bình thường đúng không? Em bán là 800 ngàn cho mẫu này. Chị nào cần một cái chiếc kiếm đeo thay đổi gọng cận nhẹ nhàng thì mọi người đừng bỏ lỡ chiếc này. Em sale là 800 ngàn nha. Em sale là 800 ngàn. Rất là rẻ. Mà đeo đẹp không mọi người ha? Form đẹp nha. Em để gần cho mọi người coi cái form kiếm này. Để lên trên cái nền cho mọi người nhìn cái form nó dễ. Ui. Đây. Cái phần này này nó có một cái biếm tấu ở bên trên góc này rất là dễ thương luôn. Mọi người thấy không? Em xem chiếc này là 800 ngàn nha. 800 ngàn. Tôi ghét là 2 triệu mốt này. Em cứ nhớ trong đầu là cái này tầm khoảng 2 triệu rưỡi, 2 triệu 6. Em sale xuống 2 triệu mốt. Giờ em nhìn giá tác mới thấy cái này tới tận 2 triệu 950 lận mọi người. Sale này lỗ đậm sâu quá vậy. Sale mà lỗ đậm sâu luôn chứ không phải lỗ bình thường luôn nha mọi người. 2 triệu 950 là gần 3 triệu. Em sale còn 2 triệu mốt nha mọi người. Mà giá 2950 là giá em đã căn sale rồi nha. Cái giá đó là giá em đã căn sale rồi chứ không phải là nguyên gốc mà là giá đó đâu ạ. Tức là mọi người mua rất là hời luôn. Ai lấy chiếc này thì những chị nào mà mua giá trước đây mọi người đứng giật em nha. Tại vì cái này em đang sale lỗ mọi người. Chứ còn giờ tất cả các chị mua trước mọi người mua giá như ép bình thường, nếu mọi người bắt em bán lỗ hết thì sao? cái này ai lấy chiếc này là hơi bị hời luôn nha. Này là nhớ nhầm nên là báo giá sale hơi hố đó. À, em chốt cho chị Kim Văn một chiếc kiếm 800 này. Ok chị yêu. Kiếm ghét đẹp. Dạ, túi đẹp lắm chị Loan. Mẫu cái mẫu túi ghét này em về phải không biết bao nhiêu chục cái luôn ấy. Bán rất là nhiều. Form đẹp. Ây, cái chiếc này em thấy đeo đẹp nha mọi người nha. Mọi người thấy không? Nhẹ nhàng đơn giản mà đeo rất là hút luôn nha. 800 thôi. Quá trời rẻ rồi. Ai lên nữa thì nhắn em. Ghét 2 triệu mốt. Rẻ quá mọi người ơi. Rẻ quá rẻ rồi. Mát Jacob nè mọi người. Thêm một mẫu Mát Jacob nữa nè mọi người. Mẫu này em sale còn 1.9 triệu nha. Mát Jacob mẫu này em sale còn 1.9 triệu này. Mẫu này nó là gọng đen như này. Gọng đen thì dễ đeo hơn. Gọng đen thì phổ biến là dễ đeo. Fit mặt nữ nhỏ và mặt nữ vừa. Mặt nữ vừa, mặt như mặt em là em đeo em thấy nó hơi ôm nhẹ cái phần thái dương. Không chật nhưng mà nó hơi ôm. Nên nếu mà chị nào mặt nhỏ hơn mặt em đeo chiếc này sẽ rất là đẹp và vừa vặn mặt nha. Mặt em là mặt tầm trung thì như chiếc này em đeo là gọng nó tự động nó co giãn nên em đeo vẫn cảm thấy là rất là dễ chịu, không hề khó chịu một tí xíu nào hết. Nhưng mà cảm nhận là nó sẽ hơi ôm, tức là gọng nó đang có trợ lực nó tự co giãn ra. Cho nên là chiếc này mặt chị nào nhỏ hơn mặt em đeo sẽ đẹp hơn em. Chiếc này em sale là 1.9 triệu nha mọi người. Kiếm của Mát Jacob nha mọi người nha. Cái này em đang bán tại cửa hàng là 2 triệu mấy lần. Em sale là 1.900.000. Giá này thực sự nó rẻ như mọi người mua hàng không thương hiệu Trung Quốc mà ở mấy tiệm mắt kiếm họ bán ấy. Họ mua là họ mua bằng lố, bằng bao về họ phân loại ra họ bán cũng là tầm giá này em nói thật. Cho nên là mọi người mua cái này là mua hàng hiệu mà giá này là quá rẻ. Em bán trước này là 1.9 triệu. 1.9 triệu nha, 2 triệu mấy á, em sale còn 1.9 triệu. Mát Jacob nha mọi người. Trời ơi. Mát Jacob mọi người cứ vào trong store ở Taka mà coi, không có bất cứ cái gì rẻ hết mọi người. Túi là toàn mười mấy triệu, phụ kiện hả cũng phải 6-7 triệu, 8-9 triệu chứ không có giá này đâu mọi người ơi. New full box nha, new full box em sale là 1.9 triệu, 1.9 triệu. Đây để bắn giá vô cho khách, chị nào lấy chiếc này
thì nhắn cho em. Chiếc này dễ đeo này mọi người, chiếc này dễ đeo nha. Form chiếc này là size không? Cái này size bao nhiêu? Đây thông số ở trong này. Chiếc này là size 53-16. 53-16 fit mặt nữ nhỏ và nữ vừa. Em sale là 1.900.000. 1.900.000 nha mọi người. Đây bán giá vô, bán giá sale vô để tí nó bán cho mọi người giá sale nè. Chứ không mà thì em tùy hứng nên em sale quá trời quá đất xong hồn em không nhớ em sale bao nhiêu luôn. Em có một cái cây này. Em có một cây này cũng là kiếm của Sanbato. Sanbato Ferragamo nha. Chị Ly lấy một mát ra có 1.900.000 ha. Rồi ai lấy nữa comment giúp em đi ạ. Cái chiếc 1.900.000 này dễ đeo mà form đẹp lắm nha mọi người. Đây nè, cái logo mọi người nhìn thấy không? Ở hai cái càng kiếm nó đều có, nó đều có khắc logo Max Jacob đẹp lắm. Em sale chiếc này là 1.900.000 nha mọi người. Em sale chiếc này là 1.900.000 này. Rẻ mà mọi người. Thay vì đi vào store mua 6 7 8 triệu thì mua ở nhà em rẻ quá trời rẻ luôn. Rồi, chiếc Sanvato này hôm nay em sale cho cả nhà mình cực kỳ sốc luôn này. Cứ nhắc đến Sanvato là mọi người cứ nhớ cho em là mua sale rẻ là cũng phải 3 triệu rưỡi trở lên nha mọi người. Em bán chiếc này cho mọi người ngày hôm nay là 2 triệu rưỡi. Kiếm Sanvato Ferragamo nha mọi người, kiếm hàng hiệu nha mọi người. Đi ra store là 8 9 triệu, em sale là 2 triệu rưỡi. Em sale chiếc này là 2 triệu rưỡi nha mọi người. Kính Ray-Ban, chị Trình xin chờ em tí xíu nha. Em đang like lần lượt nè. Nãy em có like một số mẫu Ray-Ban rồi đó, chị có coi không? Chị có coi không? Thì nếu mà chị đã coi rồi thì em like thêm mẫu khác. Còn nếu mà chị chưa coi thì em like thêm một số mẫu mới và cả mẫu sale cho chị luôn. Đây, cái chiếc Sanvato em đang đeo trên mặt này là em sale 2.500.000 nha. 2.500.000. Rất là rẻ. Bữa nay á hả, nổi thúng lên là sale xả già này đó. Cái này sale nhiều quá là phải đánh dấu giá lại chứ không một hồi nữa không biết đường nào mà làm luôn á. Em sale là 2.500.000 nha mọi người. 2.500.000 nha. Form này là form, form nó hơi oval. Và cái gọng này của nó là gọng phố đồi mồi, cho nên mọi người đeo sẽ rất là sáng mặt. Mọi người cứ để ý giúp em là thường các chị nào mà da mà hơi tối màu một tí, hoặc là mọi người ít khi nào trang điểm á, mọi người nên đeo kiếng mà đồi mồi, tức là vân vân như này nè. Nó sẽ tạo hiệu ứng và làm cho cái mặt của mình nó sáng hơn, đó, nhìn trong trẻo hơn. Em sale chiếc này là 2.500.000 nha mọi người. Rất là rẻ luôn đó, 2.500.000 cho một em kiếng của nhà Sanvato Ferragamo. Mà ngày thường mọi người ra store là 8-9 triệu. Còn em đang bán ở cửa hàng á, các đợt nó cũng sẽ di chuyển từ ở mức gần 3 triệu đến 3 triệu mấy. Bữa nay em sale là 2.500.000. Chị nào đang có nhu cầu mua một em cận si hàng hiệu mà mua giá này là hời lắm mọi người. Em sale là 2.500.000 nha. 2.500.000 không mọi người, 2.500.000. Max Jacob mắt mèo nè. Chiếc này là sale 1.700.000 nè mọi người. Chiếc này là 1.700.000 nè. Đây, có chị nào thích chiếc này không thì mọi người nhắn cho em. Nãy là em có chốt cho một số chị ở trên rồi đó. Ai lấy nữa thì nhắn cho em 1.700.000. Em có một cái gọng cận Ray-Ban. Chiếc này đang là size 55-18. 55-18, gọng này không cần thay nha. Cho chị nào mà nếu như mà mình muốn đeo kiếm thời trang, che nắng, chống ánh sáng xanh, chống UV, mọi người không cần thay cũng được. Tại vì gọng mà cái chiếc này á, hãng họ làm là chồng xịn. Không có dập, không có khắc logo, mọi người thấy không? Đó, không có khắc logo, không cần thay. Cái dòng này là dòng có chống ánh sáng xanh sẵn rồi. Nó là dòng chuyên dụng ấy, nó không phải là, nó không phải là dòng ấy đâu. Nó không phải dòng bình thường đâu nha mọi người nha. Chiếc này của em, chiếc này của em giá không mất tiêu rồi trời. Đợi em chút xíu em coi em báo giá cho mọi người. Chiếc này á, chiếc Ray-Ban này bữa nay em sale cho cả nhà mình là 3.100.000 nha mọi người nha.
Cái dòng này là dòng Blue Light, tức là dòng chống ánh sáng xanh và chống UV sẵn của Ray-Ban. Nó sẽ mắc hơn rất nhiều so với cái gọng cận mà thay chồng nha mọi người nha. Tại vì thông thường nếu mà mọi người muốn hãng Ray-Ban họ gắn cho mình cái chồng ánh sáng xanh này này thì mọi người sẽ phải ẹt thêm vào trong giỏ hàng một cái chồng phụ để cho hãng họ thay cho mình ấy. Thì phí của nó tầm khoảng là 35 đô cho một chồng. 35 đô là tính ra là khoảng 800 ngàn đúng không mọi người? Cơ cỡ đó phải 800 ngàn hoặc hơn. Em bán cho mọi người chiếc này giá nó chỉ như một cái chiếc gọng cận bình thường á. Nhưng mà dòng này là dòng chuyên dụng, mọi người có thể đeo luôn không cần thay chồng nha. Chiếc này em bán là 3,1 triệu nha mọi người nha. 3,1 triệu Ray-Ban. Chỉ có túi màu đỏ. Chị Hằng Linh ơi, túi màu đỏ ở trên này của nhà Alexander McQueen, giá em đang bán là 12,8 triệu. Giá của hãng là khoảng gần 40 triệu. Giá em đang nhập là giá xuất nhân viên nên nó sale rất là tốt. Đại khái là tiết kiệm được khoảng 20 mấy triệu, 25 triệu hả mọi người. Tiết kiệm rất là nhiều luôn á. Chiếc này là em đang bán là 12,8 triệu để nhờ bạn lấy xuống, nó hơi cao với em đó. Đợi em tí xíu nha. Đợi em tí xíu. Em vỡ mình chỉ cái túi đỏ. Em lên thêm cho mọi người một cái kiếng này nữa này. Kiếng này cũng là của nhà Ferragamo luôn nha. San Vato Ferragamo. Em cứ lấy đi không sao đâu. Đây em này thì sẽ là cái kiểu nhìn rất là đầm đó mọi người. Nhìn đầm hiền lành đó mọi người nha. Đó logo này. Logo San Vato này. Gọng cũng là gọng đồi mồi. Em bán chiếc này cho mọi người, hôm nay em cũng sale cho mọi người chiếc này là 2,5 triệu luôn. Em sale cho mọi người chiếc này là 2,500,000 nha. 2,500,000. Mọi người thấy cái logo đắt giá chưa? Nhìn vô là mê liền. Nhìn vô là thấy đồ hiệu liền nha. Em sale chiếc này là 2,500,000. Túi Alexander McQueen này chị, full túi là bằng da hết nè. Em quay các góc cho chị coi. Da là bản này là bản da cát. Vân rất là dày và cái vân da rất là đẹp luôn á. Ở bên trong hoàn toàn là em đang không có lót bất cứ cái gì hết. Và chiếc này mình được đồ rất là thoải mái để đi làm hoặc là những cái ngày mà mình đi tập được nhiều đồ hoặc đi công tác, đi du lịch đó, mình xài em này rất là tiện. Giá tag rất là cao, giá tag rất rất cao luôn. Em bán là 12,8 triệu. Chị phát ra vô lại nha. Chứ máy bên em thì em thấy nó vẫn ổn định đó, nó không có báo tín hiệu yếu cho nên là chị thoát ra vô lại thử ha. Đẹp á chị. Cái này thì nó có dây để đeo mà. Dây này có thể điều chỉnh nút được cho nên có thể đeo vai được nè. Mình thấy không? Khoác một bên này cũng rất là đẹp và cả đeo chéo cũng ok luôn. Đeo chéo thì mọi người sẽ gọc cái quai này xuống. Rất là vừa vặn nha, nó không có bị dài quá. Và cái form túi này là form kinh điển. Cái dáng túi này thì em thấy là gần như tất cả các thương hiệu cao cấp nào cũng đều có một cái form mà dạng như là work bag như này để đi làm á, rất là tiện dụng luôn. Chị nghe tiếng con rõ hơn chưa ạ? Đây nha. Ở đây thì nó sẽ có cái jam của túi là của Alexander McQueen này. Và cái này thì nó sẽ có chìa khóa đi kèm. Chìa khóa này, cái này nó là cái ổ luôn á. Có thể gỡ cái này ra để làm ổ khóa được luôn nha. Vừa làm jam vừa làm ổ. Giá là 12,8. Giá 12,8. Giá này là giá em đã sale thêm rồi á. Các cái đợt trước là có xuất nhân viên off thì nó vẫn là có dao động về giá chứ nó không phải là fix. Thì có những đợt là 13,8, 15,8, cái đợt này là rẻ nhất rồi á. Đợt này là em đang có off thêm rồi đó, 12,8. Để mấy bạn nhắn tin cho chị nhé, chị Hằng Linh. Kiếng em đang đeo là... Kiếng em đang đeo chiếc này là em sale 2,5 triệu nha mọi người. 2,500,000 cho mẫu này. 2,500,000 cho mẫu này. 2,500,000 nha. Chiếc đó là size tầm khoảng 28-29 rồi. 28-29cm đó chị.
Kiến em vừa đeo là 2 triệu rưỡi nha mọi người. 2 triệu rưỡi là giá em đang off thêm cho cả nhà mình, không phải là giá niêm yết tại cửa hàng nha. Không phải là giá niêm yết tại cửa hàng, mà giá sale trên live cho cả nhà mình đó. Em báo size đúng rồi đó chị, size là 29cm đó chị. Size 29 xăng nha. Đựng đồ thoải mái luôn. Đây. Mẫu này rất là đẹp. Mà tiện nữa. Kiểu là nó không có quá to. Nếu như mà là những cái chiếc dáng túi thâu bác thì nó sẽ lên tầm khoảng là 32 đáy. Và miệng túi nó sẽ tầm khoảng 36-38 xăng thì là cái size túi tốt, V to nữa. Nhưng mà em thấy là như cái form như thế này thì nó đang rất là đẹp rồi. Đang rất là đẹp và vừa vặn rồi, không có quá to. Và được đồ nhiều, tại vì cái quan trọng là cái độ rộng của lòng túi này nó lớn này. Nên chị được đồ rất là nhiều. Nó bị chập chờn hay sao? Mọi người nghe được không ạ? Em tiếp tục nha mọi người nha. Đây. Em có một chiếc túi của nhà Marco Kors. Mẫu này là da vân Satiano. Đối với cái vân da này á, thì mọi người cứ phải nói là xài bền bỉ, xài 5-7 năm thì nó vẫn vậy mọi người. Và cái quan trọng là nó không bị xước. Tức là có những cái bản da mềm ấy, thì ưu điểm là sờ thấp, cầm trên tay thấp nhưng mà nó sẽ dễ bị xước. Còn những cái bản da sần, da piano, da vân như thế này á, thì gần như là mọi người xài nó không có xúc xát được luôn. Tại vì cái vân da nó quá dày á mọi người. Em để gần cho mọi người coi này. Đó, cái da này nó làm có cái vân sẵn. Và cái bản vân như thế này á, nó cực kỳ bền luôn. Mọi người xài sao nó cũng còn y chang vậy. Xài 5-7 năm nó vẫn còn y chang. Mọi người có thể đeo chéo này, đeo một bên vai. Và nếu như thấp thì mọi người có thể chọc dây ngắn lại để đeo kẹp nắp được luôn. Form vuông vuông như thế này thì rất là dễ dùng và rất là dễ phối. Cái quần áo màu tây nha mọi người, màu nâu rất là tây. Đây, đẹp chưa cả nhà. Chiếc này em đang bán là 3.750.000. Và giá hôm nay em treo shop ở trên live cho cả nhà mình là 3.200.000 nha mọi người. 3.200.000 là mọi người đã sở hữu được một cái em túi mẫu mới của nhà Marco Kors nha. Chiếc này giá phát của nó cũng là khoảng 12.500.000. Đáy là khoảng 23-24cm nha mọi người. Được điện thoại thoải mái. Ở bên trong là có rất là nhiều ngăn. Bên trong đã chia sẵn rất là nhiều ngăn cho cả nhà mình rồi nè. Mọi người thấy không? Đó, ngăn nè. Thêm một cái ngăn zip nữa nè. Và có những cái ngăn phụ nữa. Cho nên được đồ rất là thoải mái luôn ha. Hãng họ làm rất là chỉnh chu. Em bán chiếc này là em sale chiếc này là 3.200.000. Mọi người nhìn bên hông nào cũng thấy là hãng có chia ngăn nè đó. Mọi người nhìn mà cứ thấy có cái đường này là biết ở bên trong nó có chia ngăn nè. Đó, chiếc này từ 3.750.000 em giảm hẳn 550 nha. Em sale hẳn 550.000 là còn 3.200.000 thôi. 3.200.000. 3.200.000 nha mỗi lần. Dễ đeo cho mọi người, đeo vai được, đeo chéo được, một bên vai cũng được. Rất là tiện luôn, mà màu này rất là tây. Màu này mọi người xài là theo năm tháng á. Những cái màu tông màu này là xài theo năm tháng, không có lỗi mốt được. Tory, có ai mê thương hiệu này giống em Mai không? Đồ của Tory là kiểu bao giờ nhìn cũng thấy xịn, mà cảm giác lúc nào mình mua cũng là mình mua đồ được hời mọi người. Tại vì mình mua giá sale nhưng mà cái chất lượng của Tory thì nó rất là đỉnh. Chất lượng của Tory là em hay nói với mọi người là so sánh với Gucci được á, chất lượng của nó rất là đỉnh luôn nha.
em đang có một cái mẫu mới của nhà Tory nè, logo Tory bên hông nhá. À, hàng đi kèm với lại full phụ kiện là nó sẽ có một cái bao da màu cam truyền thống của hãng này, logo to. Ở bên trong thì nó có thêm siêu tác này. Em sale chiếc này cho cả nhà mình rất là rẻ nha mọi người nha. Tory thì mọi người biết là mặc định là Tory nó mắc hơn Coach và Michael Kors khá là nhiều và cũng ít sale hơn, cho nên cơ hội để mà mua được đồ Tory mà giá sale là không có nhiều. Chiếc này hôm nay em giảm cho cả nhà mình là còn rất là sốc luôn nha, 2.800.000. 2.800.000 mọi người nghe không nhầm đâu ạ. Thông thường là đồ của Tory là không có giá này đâu mọi người. Kiếm của nhà Tory là phải mua đầu 3 triệu mấy. Mọi người đồng ý với em không? Phải là 3 triệu mấy là giá đã căn sale tốt rồi. Hôm nay em off rất là sâu luôn, 2.800.000 cho mọi người. 2.800.000 cho mẫu này nha. Gọng co giãn tốt, vừa mặt nữ tầm trung và mặt nữ nhỏ. Chiếc này là size 51-16, gọng tự động co giãn nên mặt nữ tầm trung như em đeo vẫn được, mặt nhỏ hơn em đeo rất đẹp. Size 51-16 nha. Em sale chiếc này là 2.800.000 thôi. 2.800.000 thôi. Rẻ hơn mua Ray-Ban nữa mọi người. Rẻ hơn mua Ray-Ban mọi người đồng ý không? Mà thông thường là kiếm của Tory lần gì mà có giá này. Em sale là 2.800.000 cho một chiếc kiếm của nhà Tory nha, New Full Box. New Full Box sale là 2.800.000. Rồi chiếc này mọi người mua là đáng đồng tiền bát gạo luôn. Nó mua xong là cảm giác là mình mua hời á mọi người. Tại vì chất lượng của Tory nó xịn lắm. Em rất là thích xài đồ của Tory. Như kiểu là em cũng đã từng em cũng từng nói với mọi người là như giày á, giày của nhà Gucci, ví dụ mọi người mua một đôi khoảng 20 triệu đúng không, thì mọi người mua một cái đôi tương tự của nhà Tory mà mua được giá căn sale tốt nó tầm khoảng là 5-7 triệu. Form dáng chất lượng là em thấy là phải nói là tương đương nhau nha mọi người. Tức là em đã từng đi cả hai cái brand này rồi và em thấy là về chất lượng và cảm nhận khi mà mình đi ở trên chân á là em thấy như nhau rồi đó. Chất lượng rất là tốt luôn mà giá vô cùng hợp lý để mà xài. Cho nên chị em nào mà chưa có sở hữu đồ của Tory là mọi người nên trải nghiệm, tại vì đồ của hãng này rất là xịn. Thêm một mẫu nữa. Thêm một mẫu nữa cho cả nhà mình này. Mẫu này cũng là của Tory luôn nha mọi người nha. Chiếc này là size 51-18. Form này thì nó sẽ là bay dáng như thế này. Mọi người thấy không? Cái phần này nó hơi tròn. Xong mình nó bóp nhẹ lại ở phần gọng kiếm như thế này. Nhìn cái mặt của mình nó cá tính hơn. Nó sắc nét hơn nhưng mà nó không đến cái mức là mắt mèo mà kiểu sất lên trên. Những cái dáng mà mắt mèo mà nó hơi sất lên á thì nó sẽ kén mặt hơn, nó sẽ yêu cầu cái gương mặt, cái phần góc mặt và mọi thứ nó phải phù hợp với cái dáng kiếm đó. Nhưng đối với cái form kiếm như thế này thì gần như là em thấy không kén mặt, nhưng mà nó lại tạo hiệu ứng là cho cái mặt mình nó nhỏ lại. Vì cái đường ở đây nó có cái đường bo này mọi người. Đó, rất là đẹp nha. Chiếc này giá em sale ngày hôm nay cho cả nhà mình là 2.950.000. 2.950.000 nha mọi người. Mọi người thấy là bữa nay mua Tory rẻ hơn mua Ray-Ban chưa? Ray-Ban bữa nay là phải 3.2, 3.6 là giá sale rồi đó. Em bán chiếc này là 2.950.000 nha, 2.950.000. Nhiều khi hứng lên sale cũng là sale bất chấp sale sản luôn đó mọi người. Nhưng mà ngày thường thì không có đâu nha. Ngày thường thì không có sale đâu, em ít khi nào em sale đó. Nên khi nào em mà có chương trình sale ở trên live là mọi người tranh thủ mua thôi. Giá rất là hời luôn. Em bán là 2.950.000 nha. Đẹp nha mọi người nha, rất là đẹp luôn. Em đeo lại cái chiếc lúc nãy 2.8 cho mọi người coi nè. Hai cái form này nó khác nhau nha. Hai cái form này nó nhỏ hơn. Nếu mà chị nào mà thích cái phần tròng kiếm này này, nó gọn gọn á, đó thì mọi người lấy chiếc này. Đó, mọi người thấy khác nhau không? Đây để như vậy để mọi người so sánh rồi đấy, hai cái form kiếm hoàn toàn khác nhau nha. Chiếc này em sale là 2.800.000. Còn cái chiếc này em sale là 2.950.000. Toàn bộ đều là new full box và đủ phụ kiện nha mọi người nha. New full box đủ phụ kiện. Rất là đẹp luôn. 2.950.000 cho mẫu này. Còn mẫu nhỏ này là mẫu gọng hẹp này là 2.800.000. Mấy chị nào mình đang nhắn ở trong inbox cho em á, mọi người nhớ chụp màn hình nha. Cái mẫu mà mọi người quan tâm mọi người nhớ chụp màn hình lại để các bạn tư vấn được tốt hơn cho dễ các bạn nhé.
Rồi, em lên mẫu Max Jacob tiếp theo cho mọi người này. Đẹp nha mọi người nha, gọng này thì em thấy là nhà Chanel có một cái form tương tự á. Chắc là nó cũng là cái lý do tại sao mà mọi người mua mẫu này rất là nhiều. Em về cũng không biết bao nhiêu đợt rồi. Lên mặt rất là đẹp nha mọi người, nhìn thấy không? Form này lên mặt nhìn rất là thời trang luôn. Mà đối với cái thiết kế là gọng như này á, đeo cảm giác rất là nhẹ nha. Chiếc này thì sẽ phù hợp với chị em mặt nhỏ và mặt vừa. Chị em mặt lớn bỏ qua mẫu này giúp em. Chiếc này là size 5715. 5715 nha, fit cho mặt nhỏ và mặt vừa. Mặt lớn thì không, thực ra là gọng này có co giãn nha mọi người nha. Gọng này là có co giãn, fit ôn mặt á, ai đeo cũng được nha mọi người nha. Chiếc này em cũng sale cho cả nhà mình từ 3 triệu mấy trăm ngàn á xuống 2 triệu 9 nha, 2 triệu 9 cho Max Jacob mẫu mẫu kiếm thời trang này. 2 triệu 900 ngàn Max Jacob nha mọi người. Max Jacob Hexangle dáng này hôm em sale cho mọi người là 2 triệu 900 ngàn. Chiếc này rất là hot và các đợt trước thì khách toàn là phải mua 3 triệu mấy không. Mọi người bữa nay mua tiết kiệm được hẳn mấy trăm ngàn nữa, trong khi là giá em đang bán đã là giá sale khoảng 60-70% so với giá hãng rồi. Bữa nay em sale cho mọi người chiếc này là còn 2 triệu 9 nha, 2 triệu 9. Ai thích chiếc nào thì mọi người nhớ chụp màn hình lại nếu như mọi người nhắn tin ở trong inbox nha. Nhớ chụp màn hình giúp em, 2 triệu 9 cho mẫu này ạ. Max Jacob 2 triệu 9. Fit mọi mặt cho mọi người nha, tại vì gọng này thì em thấy là có co giãn và cái size mặt này là size mặt nữ đó. Size này là size nữ châu Á nên em thấy ai đeo cũng vừa hết. Và lúc em đeo là em có cảm nhận là cái gọng này nó có co giãn tự động, cho nên là mọi người có thể đeo linh hoạt được đó. 2 triệu 9 cho chiếc này. Ai lấy chiếc này thì nhắn sớm giúp em, chiếc này thì em còn không nhiều đâu. Tại vì mẫu này khá là hot, lượt nào em về bán rất là nhanh luôn. Khách rất là ưa thích, em bán chiếc này là 2 triệu 9 nha. Em có mẫu ví gập 3 này mọi người, ví gập 3 của cốt nha mọi người. Đây, màu be nha, chiếc này là dòng Trifon cho nên là nó sẽ là dáng ví gập 3 cho mọi người mở ấy. Mọi người nhìn giúp em này, ở mặt trước của ví là nó sẽ có một cái ngăn có nút bấm và ở mặt sau là có một cái ngăn zip. Cho nên là mọi người sẽ được rất là nhiều đồ luôn và lấy cũng cực kỳ nhanh, tùy theo cái thói quen của mình ấy, là mọi người hay dùng thẻ hoặc là hay dùng tiền thì mọi người có thể đặt một ít cái thẻ mình hay dùng hoặc là một vài ít tiền ở đây để mình lấy cho nó nhanh thì nó là ngăn zip. Còn cái ngăn mặt trước này khi mọi người mở ra thì nó sẽ là một cái dáng ví như thế này đó. Mọi người hoàn toàn có thể được tiền dài ở đây nha, được tiền dài ở đây nè. Ở bên trong có rất là nhiều ngăn để đựng thẻ luôn, rất là nhiều ngăn để đựng thẻ cho mình. Chiếc này nha mọi người, em bán cho mọi người là 1.750.000. Giá ra ngoài store là gấp 3 lần á, mọi người tự tính giúp em nha. Giá luôn luôn là chỉ bằng 1/3 ở ngoài store hãng thôi. Em bán chiếc này là 1.750 nha, 1.750.000. Mẫu này thì mọi người xài quanh năm với tất cả các mẫu túi đều vừa. Tại vì với cái form ví như thế này á, kể cả là mọi người xài túi mini thì mọi người vẫn có thể xài được em ví này. Còn như mình xài ví dài á thì mọi người sẽ cần một cái túi nó có kích thước là trên 22 cm thì nó mới vừa được, đúng không? Còn nếu như mà xài mà túi mini nhỏ 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 là không có thể nào được ví dài được. Còn như em này là mọi người có thể đựng với tất cả các loại túi luôn nha. Em bán là 1.750.000 cho mẫu này, 1.750 nha, giá sale cực kỳ tốt luôn. Và những cái chiếc mà giá sale giảm sâu như thế này thì không có về thường xuyên đâu mọi người, tại vì ví thì có ít giảm hơn. Mọi người có thể mua túi giá sale nhiều và thường xuyên hơn. Tuy nhiên ví thì hãng họ bán giá cũng gần bằng giá túi luôn á, và giảm ít hơn rất là nhiều. Thì những cái đợt như này là giảm cực kỳ sâu á, giảm extra nha mọi người. 1.750. Đây,
đây em có thêm một cái mẫu kính của nhà Gucci này, nó sẽ có logo GG ở hai bên, mọi người thấy không? Gọng là full đen nha, gọng full đen. Mặt kính phía trước là vuông vắn rất là đẹp và thời trang luôn. Mẫu này giá em bán là 6.400.000, chiếc này là đang on web, đang on store, giá cực kỳ cao nha mọi người nha, không phải là hàng outlet đâu. Chiếc này là hàng retail giá rất là cao, nhưng em đang bán cho mọi người là xuất sale đó. Em bán chiếc này là 6.400.000 nha mọi người, new full box, phụ kiện sổ tác đầy đủ hết, không thiếu bất cứ thứ gì nha. 6.400.000 đó, đẹp nha mọi người nha. Chiếc này là mua là đáng đồng tiền đắt gạo luôn á, đáng từng sen. Là mọi người luôn luôn thấy là mình lúc nào cũng chỉnh chu và lúc nào cũng đẹp á, kể cả là khi không trang điểm, mọi người chỉ cần đánh một chút son, đeo mắt kiếng vô thôi là nhìn rất đẹp rồi, nó không cần phải trang điểm cầu kỳ hay gì luôn, tại vì mắt là che hết rồi, che nửa mặt luôn rồi. 6.400.000 nha mọi người nha, của Gucci ạ. Form kiếng như thế này. Của Gucci nha, new full box nha mọi người, 6.400.000. Món cuối cùng ở trên live sale ngày hôm nay của cả nhà đây. Em làm món này xong là em gom nha mọi người. Chiếc này cũng là mẫu mới nha mọi người nha. Mẫu mới của em nhớ là nó là thuộc bộ sưu tập cuối năm 2022. Và thời điểm mà hãng bắt đầu sale á là em gom về ngay, tại vì cơ bản là chiếc này giá tác nó cũng khá là cao. Mẫu này đang là sau thuế là rơi vào tầm khoảng là hơn 450 đô. Em bán chiếc này cho mọi người giá ngày hôm nay là sale cực kỳ sâu luôn nha mọi người. Em vẫn còn nhớ là cái đợt khi mà hãng mới ra mắt là có mấy chị cũng nhắn tin hỏi em order mẫu này nguyên giá mười mấy triệu. Và sau đó nữa có một đợt nó có sale off nhẹ thì các chị hỏi check giá lại thì nó cũng rơi vào tầm khoảng là 7 triệu mấy. Hôm nay nha mọi người, giá em đang sale rất là tốt rồi mà em còn giảm thêm nữa. Chiếc này em sale cho mọi người là 3.500.000. 3.500.000 nha mọi người nha, 3.500.000. Đúng kiểu là bằng 1/3 giá, 1/4 giá ở ngoài to luôn đấy ha. Nên mọi người tin là những cái đợt nào mà sale sâu nhất thì em luôn túc trực để mua hàng sẵn cho mọi người. Nên hàng đã về sẵn rồi là mọi người yên tâm là giá rất là tốt thì em mới nhập sẵn. Nên mọi người là cứ yên tâm mà mua thôi nha. Thấy mình thấy ưng ý cái dáng là mình mua. Dáng Canada bag nha mọi người, điểm nhấn là phối giữa màu da canvas truyền thống, màu trắng be này, phối màu nâu nhìn rất là tây. Có sức ở đây nha, sức này có thể gỡ ra được tùy theo cái sở thích của mình, hoặc là có thể gắn thêm trang tùy ý nha. Chiếc này dây có thể điều chỉnh được nè. Và giá Canada Bag thì bao giờ nhìn nó cũng rất là trẻ và nhìn nó năng động. Em xem chiếc này là 3.500.000 cho cả nhà mình. 3.500.000 nha mọi người. 3.500.000 ạ. 3.500.000 cho chiếc này. Thật sự là những cái đợt mà hãng còn sale ít, lúc mà nó mới ra chưa sale hoặc sale ít mình nhìn giá mình cũng hơi sốc không mọi người ha. Còn bữa nay thì quá rẻ rồi, quá trời rẻ luôn á. Mặt sau cũng có ngăn nha mọi người, mặt sau cũng có ngăn, ở bên trong được đồ rất là nhiều và thoải mái luôn, mở được miệng túi to nha, không bị tình trạng là kéo ở phía trên này không đâu, mà cái này nó kéo lấn sang hai bên được này, cho nên thành ra là mở miệng túi rất là to, lấy đồ cực kỳ dễ luôn. Em sale chiếc này là 3.500.000. 3.500.000. Ok mọi người, buổi live ngày hôm nay thì em sẽ kết thúc ở đây nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian lên coi live với em. Mọi người có thể xem lại đầu live và inbox cho bên em mẫu nào mọi người thích. Em sẽ vẫn áp dụng giảm giá cho cả nhà nếu như còn hàng nha mọi người nha. Tại vì là cố tình sale xả hàng để lấy chỗ chứng hàng mới, cho nên là sẽ bán cho đến khi hết stock thì thôi. Nên nếu mà mọi người thích mẫu nào cứ nhắn cho bên em. Nếu còn hàng em sẽ vẫn bán giá sale cho cả nhà. Ok mọi người ha. Rồi, em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp mọi người trong buổi live tiếp theo. Bye bye.